Uyên viết ba cái chuyện này tuyệt. Uyên viết chuyện con thuyền trăng khuyết, truyền thuyết trăng sáng, sân nhà em sáng quá, nhỏ anh trăng sáng ngồi, trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi. Những hôm nào trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi, em đi trăng sao bước, như muốn cùng đi chơi. Bài tập của em đấy, giờ em chào cô.